Chào mừng các bạn đã tới với video chuyện tâm linh của Chu Hoài Bảo. Và đây sẽ là tập 2 của series Xem đi đừng sợ những nơi bị ma ám ở Sài Gòn. Thì Bảo làm cái video này là tập hợp những nơi mà bị ma ám ở Sài Gòn. Nhưng mà Bảo không có phải kiểu như là tập hợp những cái top mà nơi bị ma ám, mà Bảo sẽ nói ở từng nơi và những câu chuyện mà liên quan tới những nơi đó. Ok, let's get started. Thì cái địa điểm bị ma ám tiếp theo mà chúng ta sẽ ghé thăm đó là chung cư 727 ở đường Trần Hưng Đạo. Từng có tên là Building President, được mệnh danh là những chung cư cao cấp nhất Sài Gòn lúc bấy giờ và chỉ dành cho những tướng xá sĩ quan cao cấp ở vào năm 1960. Nhưng bây giờ thì nơi đây đã trở thành một nơi hôi hám và đầy rác thải. Theo lời những cái người mà đã từng sống ở đây thì họ cho biết rằng á, vào ban đêm họ thường thấy những cái tớp lính mà duyệt binh nó dậm chân đùng mà xếp hàng theo lối đàng hoàng vào buổi tối. Và thường thường họ thấy một cái ông trai Tây mà tóc vàng dắt tay một cô gái Việt đi lên lầu và xuống lầu và thoát ẩn thoát hiện. Và có những cái người á, mà khi tới đây á, thì quản lý đã hù họ bằng một câu rằng ở trên tầng thượng có rất nhiều người tự tử ở đây đấy. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu khám phá lịch sử của cái tòa nhà này nha. Chung cư 727 Trần Hưng Đạo không chỉ nổi tiếng về sự cũ kỹ đến mức chờ sập, mà còn khiến người ta kinh sợ bởi quá nhiều lời đồn đoán ly kỳ về những án mạng oan hồn vất vưởng nơi đây. Giai đoạn rùng rợn về chung cư 727 Trần Hưng Đạo, địa điểm được cho là đáng sợ nhất Sài Gòn đó chính là khách sạn Building President, nay đã trở thành chung cư 727 nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Sở dĩ vậy vì theo các cao niên cư trú lâu năm ở Sài Gòn, chợ lớn thì Building President gắn liền với một loại thuật phong thủy cổ quái được áp dụng để trấn yểm tòa nhà. Khách sạn Building President được ông Nguyễn Tấn Đời, đại gia giàu nhất phường Nam lúc bấy giờ, đầu tư khởi công vào năm 1960. Theo bản thiết kế, khách sạn gồm 13 tầng, chia làm 6 tòa và ngăn ra thành 530 phòng. Sau khi đọc tới đây thì theo Bảo biết thì cái năm đó thì chúng ta bị đô hộ bởi những cái phong kiến của phương Tây. Thì nếu mà phong kiến của phương Tây thì họ rất là kỵ cái con số 13 và con số 6 này, bởi vì con số 6 là hiện thân của quỷ Satan và con số 13 thì thật sự rất là kinh khủng. Và người ta cho rằng cái con số 13 này là con số bị nguyền rủa. Nhưng mà không hiểu vì sao tòa nhà này lại có 13 tầng và có 6 tòa. Giai thoại truyền miệng rằng khi nhận được bản thiết kế, cộng sự của ông Nguyễn Tấn Đời là một người Pháp đã tỏ ra rất lo ngại với con số 13 tầng, vốn được cho là xui rủi theo quan niệm phương Tây. Song ông Đời không mấy quan tâm về vấn đề cho xây đúng 13 tầng theo bản vẽ. Vậy trước khi mà xây cái chung cư này á, thì đã có người ngăn lại là không cho xây 13 tầng, nhưng mà chủ xây dựng vẫn nhất quyết là bắt phải xây 13 tầng cho đúng cái bản vẽ. Ngay khi tầng 13 được đặt những viên gạch cuối cùng thì hàng loạt tai nạn chết người xảy ra. Khi nhân công bị rớt giàn giáo, lúc bị điện giật trụy tim, án mạng liên tiếp khiến cho tầng 13 mãi chẳng thể nào xây xong. Đứng trước nguy cơ, Building President không thể hoàn thành kịp tiến độ và giới chức chế độ cũ lúc bấy giờ cũng đang rục rịch vào cuộc điều tra. Ông Đời liền cho tạm ngưng thi công tầng 13, sau đó ông mời một vị pháp sư cho công nhân nghỉ phép liên tục 3 ngày để làm phép và trấn yểm tòa nhà. Có một ông cụ sống tại đó và kể lại rằng, dạo xây khách sạn lớn, gia đình tôi có ông cậu ở gần đó. Cậu hay kể lại rằng thầy pháp đã cho người đến bệnh viện mua lại xác của 4 trinh nữ, đem về chôn ở 4 góc của khách sạn để trấn yểm tại 4 hướng. Cũng theo lời ông cụ, đây không phải là tin đồn lẻ tẻ, mà nó lan rộng khắp khu chợ lớn Sài Gòn. Điều đó khiến Building President trở nên nổi như cồn bởi những câu chuyện thêu dệt về thuật phong thủy cổ quái, hồn ma trinh nữ và cả oan hồn của nhân công bỏ mạng tại đây. Thì cái thuật này Bảo cũng đã từng nghe nói tới, thì người ta thường hay chọn những cái cô gái mà lúc chết mà cô ấy vẫn còn trinh, thì người ta thường hay dùng cái thuật này để gọi là bảo vệ tài sản, giống như là người ta bảo vệ kho báu gì đó các bạn. Người ta sẽ chôn cái cô gái đó còn trinh ở ngay cái tại địa điểm mà họ muốn trấn yểm, và sau đó họ sẽ làm phép cho cái vong hồn cô gái đó không thể nào mà siêu thoát được, và cô gái đó sẽ mãi mãi ở đó để bảo vệ kho báu hay là bảo vệ một cái gì đó. Thường thì ở trong những cái nhà của pháp sư sẽ có những cái vong hồn như vậy, mà cái pháp sư gọi là tà đạo thôi nha, chứ không phải là chính thuật.
tà đạo khác chính thuật, thì những cô gái đó sẽ giống như là ở trong nhà đó và bị ểm bùa, rồi xong những cô thí dụ mà ai đó vô trong nhà ăn trộm hay ăn cướp gì đó thì nhiều khi á người ta sẽ bị che mắt, bị những cái vong hồn nó che mắt như vậy nè đó, mà không có thể nào mà chạy được luôn. Thì đó, thường thường ngày người xưa người ta hay dùng cái phép như vậy. Nhiều người kể lại rằng đêm đêm họ thấy các tớp quân diệt binh và dậm chân ầm ầm trên đó. Người khác kể lại thấy gã đàn ông cao to như tay dắt cô gái đi qua đi lại trên các tầng lầu ở chung cư, nên mấy cô gái lên trên đó có thể bị ông ta ôm vùng vẫy rồi rớt xuống dưới lầu chết, mặc dù không có ai cố ý tự tử cả. Chúng tôi còn nghe một số người khác kể lại câu chuyện rùng rợn của bà Linh, 60 tuổi, Sóc Trăng, người từng bán nước trước cổng chung cư, giờ đã nghỉ. Sau mỗi ngày bán nước về, bà thường đếm lại tiền, bỗng một ngày rằm, bà đếm thấy có một tờ tiền âm phủ, hoảng hốt bà đốt đi. Những ngày sau mọi thứ bình thường, nhưng đến ngày đầu tháng lại thấy có tờ tiền âm phủ ấy. Bà đốt và tự nhủ, từ nay sẽ nhìn thật kỹ khi cầm tiền của khách, chắc ai đó gian lận. Xong nửa tháng sau, bà lại thấy tờ tiền đó xuất hiện. Bà bình tĩnh và để ý kỹ thì những ngày mùng 1 hay rằm thì có một cô gái ra ngồi uống nước cam đều đặn. Sau đó gửi bà 10.000 tiền thật. Cầm tờ tiền, bà thấy rất lạnh và để riêng ra. Thế nhưng mang về lại là tờ tiền âm phủ. Bà hỏi những người xung quanh thì biết trước đó có một cô gái ở chung cư bị hiếp dâm và tự sát nên oan hồn còn ở đó. Có người khuyên bà nên chuyển đi vì cô gái đó chết có nhiều uất ức, nên nếu lấy tiền đó bà sẽ thế mạng cho cô gái nên sợ quá. Sau một thời gian bà chuyển đi chỗ khác bán và không còn bán ở đó nữa. À, và để giải thích cho câu chuyện này bà có thể nói sâu hơn một chút, thì qua cái câu chuyện này thì cái bác này á, kể lại á, là vào ngày rằm thì sẽ có một cô gái vẫn mặc bộ đồ đó và vẫn kêu một cái ly nước cam như mọi ngày và cũng trả bà 10.000 như là một người thường. Thiệt ra vào ngày rằm thì có nghĩa là âm lịch là ngày 15 giữa tháng. Thì thường thường người ta sẽ cúng vào những cái ngày này và người ta thường sẽ cúng cho những cái vong linh vất vưởng ở ngoài đường. Người ta có thể đốt giấy tiền vàng bạc hoặc là người ta có thể cúng bánh kẹo. Có thể cái cô gái, cái vong linh của cô gái này được những cái người chung quanh đó người ta cúng cho, và sau đó cô gái này có tiền và cầm cái tiền đó đi uống nước cam của cái bác này. Thường á, thì những cái người chết oan họ không bao giờ kiểu như là họ không chấp nhận rằng họ đã mất á, thì họ thường họ sẽ vẫn sinh hoạt như những người bình thường. Có thể là những người chết cái kiểu mà cái người của họ hướng về Đông Bắc, đó là quỷ môn quan. Có thể là họ không nghĩ rằng họ chết hoặc là họ nghĩ rằng họ chưa chết luôn á, thì âm hồn của họ vẫn còn vất vưởng ở nơi đó và sinh hoạt như những người bình thường. Ngoài ra, theo những người bán hàng trước chung cư, câu chuyện về cô gái uống nước cam, trả tiền âm phủ thì thật hư không biết sao. Nhưng sau đó, người nhà đến cúng kiến đàng hoàng cho cô gái siêu thoát rất chu đáo, nên không hề còn chuyện kỳ bí đó xảy ra nữa. Còn mấy cô gái trẻ thức tình, quẩn trí rồi lên đó mà tự sát, chứ ai đâu mà đẩy xuống. Không tin thì cô cứ leo lên đi, xem có ai ôm rồi xô xuống không. Chú Hùng chạy xe ôm trước chung cư cho biết. Và bây giờ bạn đã xong một câu chuyện về địa điểm bị ma ám tiếp theo rồi. Và bạn nào thấy video này hay đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của Bảo nha. Và nếu video này được 10 cái like, Bảo sẽ tăng tốc thật nhanh làm cho các bạn một video tiếp theo về địa điểm bị ma ám. Cho nên các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của Bảo nha, để ủng hộ Bảo. Và bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Peace.